Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay, 24 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau. Nhờ có điện, cuộc sống của người dân vùng khó của tỉnh Lạng Sơn đã được cải thiện từng ngày. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giá trị ngoại hạng toàn cầu về cảnh quan thiên nhiên và địa chất địa mạo, di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long luôn là trọng điểm thu hút khách du lịch. Mùa thu đông năm nay, lượng khách quốc tế tham quan khám phá vịnh đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong chuyến du lịch xuyên Việt, cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn, yên bình của Vịnh Hạ Long mùa thu đông đã thôi thúc ông Giovanni, du khách Italia và gia đình đặc biệt chọn Vịnh Di Sản là một trong những điểm đến đầu tiên. Trải nghiệm nghỉ đêm trên vịnh cùng những khám phá hấp dẫn, độc đáo tại đây để lại nhiều ấn tượng đẹp khó quên, tạo hứng khởi trong hành trình đến với những điểm đến tiếp theo. Tôi đã được tận hưởng những khung cảnh lãng mạn hiếm nơi nào có được khi ở đây. Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất thế giới. Thiên nhiên hoang sơ, thời tiết, môi trường và cả dịch vụ ở đây đều tuyệt vời. Tôi thực sự hài lòng với những trải nghiệm này. Tôi tin là Vịnh Hạ Long cũng sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính. Tôi yêu Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là số 1. Từ đầu năm đến nay, Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đón gần 2,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó gần một nửa là khách du lịch quốc tế. Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến nay, di sản đón trên 330.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm gần 80%, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2022. Các điểm tham quan trên vịnh đều đón đông đảo du khách, chủ yếu là khách quốc tế từ Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ. Điều này tiếp tục khẳng định thương hiệu Vịnh Hạ Long, điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế trong hành trình khám phá Việt Nam. Khách truyền thống của khu vực trong hang Luồn này thì vẫn là khách truyền thống là Hàn Quốc và Trung Quốc. Và năm 2023 này thì cũng có thêm cái nguồn khách của Ấn Độ, chúng ta tỉnh cũng đã khai thác được cái nguồn khách này. Thì cái nguồn khách này cũng là một khách tương đối, khi khách đi tàu ngủ đêm thì cũng rất là đa dạng. Còn các nguồn khách từ các nước cũng tương đối là phát triển hơn. Để phát huy giá trị di sản, các sản phẩm trải nghiệm trên Vịnh Hạ Long thường xuyên được làm mới, nâng tầm dịch vụ. Hệ thống du thuyền trên vịnh được đầu tư mới, đẳng cấp, hiện đại, chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn quốc tế. Công tác bảo vệ môi trường cũng được quan tâm, chú trọng. Sau chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, hiện nay các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long cơ bản không còn pháo xốp, chất lượng môi trường được cải thiện đáng kể. Về phía ban quản lý cũng sẽ tiếp tục là tăng cường các cái công tác thu gom rác thải để ngăn ngừa những cái sự cố, những cái mà ô nhiễm môi trường, để đảm bảo mà bảo tồn một cách tốt nhất đối với các cái giá trị của di sản thiên nhiên từ giữa Vịnh Hạ Long, cũng như là phục vụ tốt cho cái công tác đón tiếp khách tham quan. Với nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từ đầu năm đến nay, Vịnh Hạ Long liên tục được các trang tin quốc tế vinh danh. Mới đây, tạp chí quốc tế nổi tiếng Condé Nast Traveler bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong 51 điểm đến đẹp nhất thế giới. Trước đó, tháng 10 năm 2023, tạp chí Forbes nổi tiếng của Mỹ lựa chọn di sản là một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên khắp thế giới trong năm 2024. Vịnh Hạ Long còn lọt top 25 điểm đến đẹp nhất thế giới của CNN, top điểm đến ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất châu Á của tạp chí Travel Leisure. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm nay, thành phố Hải Phòng đã phát động phong trào thi đua nước rút, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. 10 tháng qua, ngành thuế thu nộp vào ngân sách nhà nước tổng số 26.041 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán trung ương giao. Trừ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất thực hiện là 21.659 tỷ đồng, đạt 88,8% dự toán trung ương giao, 79,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố, bằng 94,7% so với cùng kỳ. So với dự toán trung ương giao, có 11 trên 18 chỉ tiêu đạt tốc độ thu bình quân năm,
trên 83% trở lên. Nếu không tính tiền sử dụng đất là có 9 trên 13 đơn vị có số bảo đảm và vượt tiến độ thu bình quân trên 83% trở lên. Để có được kết quả trên, Cục Thuế đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quản lý thuế. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được duy trì hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Cùng với đó đã triển khai thành công hóa đơn điện tử đối với 21.700 tổ chức doanh nghiệp và trên 1.000 hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn những nguyên nhân khiến giảm thu ngân sách 10 tháng qua, như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giảm sút, công ty VinFast thay đổi chiến lược từ sản xuất xe xăng sang sản xuất xe điện, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của hai loại xe chênh lệch nhau, thu tiền thuê đất giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm nay, Cục Thuế đề nghị các phòng, các chi cục thuế tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách. Chúng tôi đã triển khai các cái giải pháp kịch bản cho cái công tác thu ngân sách trong thời gian tới. Cái thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho doanh nghiệp được hưởng các cái chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ. Cái việc nữa là chúng tôi tập trung phối hợp với các sở ngành rà soát lại các cái khoản thu sắp thuế ở các địa phương, từ khu vực hộ kinh doanh cho đến doanh nghiệp. Thì cái việc nữa là chúng tôi tập trung cao cho cái công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các cái vi phạm, xử lý nghiêm đối với các cái doanh nghiệp để lợi dụng chính sách hợp thức hóa đầu vào rồi đề nghị hoàn thuế. Và chúng tôi sẽ tập trung làm việc với các cái doanh nghiệp hiện nay còn nợ thuế lớn và cương quyết xử lý nếu doanh nghiệp cố tình chây. Đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, ngành thuế xây dựng kịch bản thu các tháng còn lại, giao chỉ tiêu thu ngân sách tới từng đơn vị, cán bộ quản lý thu, xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng để hoàn thành và vượt dự toán giao. Cục thuế đôn đốc nợ đọng thuế, đặc biệt các khoản nợ lớn, các khoản tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của một số dự án đã ra thông báo từ lâu nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Đây là khoản thu có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay. Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu với kết quả 100% ý kiến nhất trí thông qua quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn quốc có 173 cảng cá, gồm 39 cảng cá loại 1, 80 cảng cá loại 2 và 54 cảng cá loại 3. Cả nước cũng sẽ có 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm 30 khu cấp vùng và 130 khu cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng trên 90.000 tàu cá. Đến năm 2050, dự kiến nâng tổng số cảng cá trên toàn quốc lên 180, trong đó có 39 cảng cá loại 1, 87 cảng cá loại 2 và 54 cảng cá loại 3. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 192 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, mobile money. Theo đó, việc triển khai thí điểm sẽ kéo dài đến năm 2024. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ mobile money trước tháng 5 năm 2024. Tính đến đầu tháng 5 năm 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mobile money đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Dự án 2081 về cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia là chương trình có ý nghĩa lớn. Nhờ có điện, nhiều gia đình ở vùng khó của tỉnh Lạng Sơn đã cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên đóng góp tích cực cho địa phương. Dự án 2081 được triển khai về xã Tân Chi, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã cấp điện cho các hộ dân ở 4 thôn chưa có điện. Đến nay đã hoàn thành và đóng điện cho bà con. Từ khi có điện lưới, gia đình ông Triệu Tiến Long, thôn Suối Tiến đã đầu tư thêm 2 tủ bảo ôn để tiện cho việc kinh doanh tạp hóa. Cuộc sống của gia đình cũng tiện nghi, khấm khá hơn. Khi có điện vào thì cũng mua được 2 cái tủ bảo ôn, xong là các thiết bị điện thì cũng sắm được khá nhiều. Gia đình cũng thấy sướng rồi, cả làng cũng thấy được, gọi là cũng sướng rồi. Nhưng có điện lưới, người dân mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến kỹ thuật là động lực để phát triển kinh tế. Như ở thôn Lùng Pá, Bảng Nần, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, năm 2021, toàn thôn vẫn có 16 trên 20 hộ nghèo. Thì đến nay, trong số 20 hộ được kéo điện lưới mới của thôn thì chỉ còn 1 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, còn lại đã thoát nghèo, có hộ còn vươn lên khá giả.
Về từ đó đến giờ ấy thì nhân dân trong thôn ấy, trong khu ấy thì là 20 hộ, trên 20 hộ là có máy xay sát. Ba pha thì có 4, 5 hộ. Còn máy trà ngô, máy thái chuối lợn thì nói chung là cả làng đều 20 hộ, đều 20 hộ có hết. Nhà văn hóa thôn thì cũng có loa truyền thanh. Không là đến dân bây giờ là cũng được mở mang, nhất là về xem tivi. Trước tiên thì cứ cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến cái thôn bản làng này. Trước kia chưa có điện quốc gia thì là dân ở đây vất vả lắm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước là bây giờ có kéo điện cho nhân dân rồi. Bây giờ đời sống bà con được nâng lên, mua được tủ lạnh, tivi, xong rồi là nếp sống thì nó nâng cao hơn. Dự án 2081 về cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016. Quy mô gồm 84 trạm biến áp trên 281 km đường dây trung áp, gần 609 km đường dây hạ áp. Dự án cấp điện cho 55 xã, 210 thôn, trong đó có 77 thôn trắng chưa có điện, còn lại là các thôn có điện một phần. Số hộ dân hưởng lợi từ dự án gần 9.100 hộ, tổng mức đầu tư trên 640 tỷ đồng. Đến nay, ngành điện lực Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành đóng điện cho toàn bộ dự án. Trong quá trình triển khai dự án này thì cũng phải nói là có cái dịch Covid xảy ra. Nhưng phải nói là cũng rất khó khăn cho cái đơn vị chúng tôi là đơn vị quản lý dự án. Còn tức là các cái đơn vị thi công cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cũng phải nói là với cái sự chỉ đạo của ngành, rồi của công ty, rồi cái sự tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, rồi các huyện, rồi các xã thì cơ bản là chúng tôi cũng đã thực hiện xong cái dự án này. Thực hiện dự án 2081, đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã không còn thôn bản trắng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt trên 99,6%. Trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện là hơn 99,5%. Với vai trò nòng cốt trong vận động lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, trong đó phải kể đến phong trào vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa hành động nhân văn cao cả, có phần quan trọng giúp đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Quảng Ninh 24 giờ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh ra mắt ngày 30 tháng 9 vừa qua, là đội ngũ cốt cán đáp ứng với các tình huống cần máu khẩn cấp trên địa bàn tỉnh. Với sự tham gia của 66 hội viên tại tất cả các địa phương đã phần nào kịp thời cung cấp máu khi có yêu cầu từ các đơn vị y tế. Tất cả các thành viên của chúng tôi khi mà nhận được thông tin là có người cần máu cấp cứu gấp, việc đầu tiên là sẽ ngưng tất cả những cái việc ấy lại để tìm và gọi điện cho nhau, liên lạc cho nhau và tìm ra một người đủ cái điều kiện để hiến máu. Không có quan tâm là lúc đấy là mình sẽ có bị nhỡ một vài việc ấy, nhưng mình có thể là cái vấn đề quan tâm đầu tiên của mình là cái sức khỏe của cái người đang cần hiến máu. Thì em luôn hâm mộ những series phim về siêu anh hùng và mình luôn mong ước là có một cái năng lực nào đó để có thể cứu giúp người. Khi tham gia vào câu lạc bộ hiến máu tình nguyện thì mình chợt nhận ra rằng những cái giọt máu mình cho đi nó có thể cứu lại cả thế giới của một ai đó, nên em luôn cảm thấy những cái hành động nhỏ bé của mình nó cũng thực sự là ý nghĩa và em luôn cảm thấy tự hào. Ngoài các câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống nhằm đáp ứng nhu cầu máu thường xuyên cho cấp cứu và điều trị, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động tích cực triển khai nhiều chương trình hiến máu tình nguyện trong suốt năm, nhất là các đợt lễ hội Xuân Hồng, ngày Chủ nhật đỏ, chiến dịch những giọt máu hồng hè, hành trình đỏ luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2023, đến nay đã thu về hơn 17.000 đơn vị máu. Sáng nay khi mà bác sĩ nói là cái tiểu cầu của anh nhà mình xuống rất là thấp ấy, thì gia đình thật sự là bất ngờ và hoang mang. Sau đó thì cũng là may là có bạn tình nguyện đã hiến được. Thật sự thấy là rất là biết ơn và rất là hạnh phúc. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện luôn được Hội Chữ thập đỏ các cấp tập trung triển khai sâu rộng. Mỗi tình nguyện viên hiến máu cũng là một tuyên truyền viên lan tỏa những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện.
hiến máu làm cho tinh thần. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền hơn nữa để cho các cái bạn tình nguyện viên cũng như các cái người dân nhận thức sâu sắc hơn và đầy đủ hơn về cái công tác hiến máu tình nguyện một cách cụ thể để có thể thu được những cái đơn vị máu quý giá giúp cho những cái bệnh nhân cần máu của chúng ta. Năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt mục tiêu phấn đấu tiếp nhận được trên 20.000 đơn vị máu, vận động số tình nguyện viên hiến máu đạt tỷ lệ 1,4% dân số. Đây là mục tiêu lớn, song có ý nghĩa nhân văn cao cả, thiết thực, giúp nhiều bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch để những giọt máu trao đi, nhiều cuộc đời ở lại. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng công an Quảng Ninh đã tăng cường ra quân xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều nhóm mạng xã hội đã tổ chức thông báo vị trí các chốt để người vi phạm né tránh. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp xử lý vô hiệu hóa hai nhóm Zalo thường xuyên thu thập hình ảnh thông báo vị trí chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Đây là hai trong số những thành viên hoạt động tích cực của nhóm Zalo Rượu ngấm cấm lái 4 và Rượu ngấm cấm lái 5 vừa được cơ quan công an triệu tập làm việc. Hai người này thừa nhận thông qua nhóm Zalo, các thành viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh, vị trí làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường, thông báo cho các thành viên trong nhóm biết tránh né hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Anh em trong nhóm mà tham gia giao thông mà thấy có chốt của cảnh sát giao thông trên đường ấy, thì anh em hay chụp ảnh ghi âm lại xong rồi đăng lên nhóm. Nhưng mà nói né đi, ví dụ như mà gặp chốt thì anh em hay gọi là có bàn trà đấy, hoặc là ví dụ mà bắn tốc độ anh em gọi là bắn chim đo chân gì đấy. Còn nếu mà thuộc nồng độ cồn thì hay bảo nhau là thắm răng để né tránh đi, tránh nói thẳng. Khi mà các nhóm báo chốt thông tin các vị trí chốt của cảnh sát giao thông sẽ dẫn đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia, vô tư điều khiển phương tiện xe hoặc vi phạm một số hành vi khác tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho chính bản thân cũng như cho những người tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó thì cũng cản trở, thậm chí là gây khó khăn trong công tác chủ động phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, kiểm tra kiểm soát, xử lý phát hiện vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông mang theo vũ khí hoặc vận chuyển các chất cấm hoặc các đối tượng truy nã. Từ đầu năm đến nay, từ tin báo của quần chúng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã triệu tập làm việc với quản trị viên và vô hiệu hóa 18 nhóm Zalo thường xuyên thu thập, chia sẻ trái phép thông tin vị trí các tổ công tác cảnh sát giao thông với trên 17.000 thành viên. Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường phối hợp với các cái phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật đối với các cái hội nhóm Zalo mà có cái hành vi chia sẻ về vị trí tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, và cũng đề nghị người dân phối hợp với lực lượng công an tăng cường cái đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Thu thập thông tin, chia sẻ trái phép hình ảnh vị trí cảnh sát giao thông, tiếp tay cho người tham gia giao thông vi phạm là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, tùy theo mức độ, hậu quả của hành vi, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Mặc dù còn hơn 2 tháng tới là đến Tết Nguyên đán, nhưng các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã có kế hoạch chuẩn bị đón đầu mùa cao điểm. Theo khảo sát, giá tour Tết năm nay duy trì mức tăng khoảng 10% so với ngày thường.
Năm nay, mặt bằng giá của các dịch vụ đều được điều chỉnh theo chính sách thị trường. Một số tour đi nước ngoài trong dịp Tết được các công ty thiết kế dao động từ 4 đến 11 ngày, như tour Đài Loan, Trung Quốc có giá từ 12 đến 14 triệu đồng, tour Nhật Bản từ 24 triệu đồng và tour đi Pháp, Đức, Thụy Sĩ có giá hơn 100 triệu đồng. Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, có phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán tổ chức, sử dụng ma túy trong nước, tội phạm kinh tế, tham nhũng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.